Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Ngài Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Liên bang Micronesia nói chung và giữa Quốc hội hai nước nói riêng. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương hai nước chủ động tìm hiểu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác. Bên cạnh đó, cần xúc tiến thiết lập một cơ chế hợp tác và ký kết một số thỏa thuận hợp tác khung làm cơ sở để tăng cường quan hệ hợp tác. Chủ tịch Quốc hội Wesley Simina đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Micronesia và cho biết chuyến thăm lần này của đoàn nhằm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa chính phủ và Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia cảm ơn chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ nước này trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, mong muốn hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là đánh bắt nuôi trồng thủy sản. Mong muốn hai bên tăng cường hợp tác giữa các địa phương và đẩy mạnh giao lưu nhân dân, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.